đứng ra bảo lãnh cho em họ dây nợ. Tuy nhiên đến hạn trả, người em họ không hoàn thành thỏa thuận và xảy ra mâu thuẫn dẫn tới án mạng đau lòng. Liên quan đến án mạng này, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đang tạm giữ Phạm Văn Quấn, 44 tuổi, ở xã Đồng Thang, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 24 tháng 7 vừa qua, tại khu vực lò mổ của gia đình, Phạm Văn Quấn và Lê Văn Bang, 38 tuổi, là em họ của Quấn, xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau do liên quan chuyện tiền bạc. Trong lúc cãi giả xô xát, Quấn đã dùng dao đâm anh Bang, được gia đình đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Sau khi gây án, Quấn được công an huyện Yên Mỹ và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hưng Yên vận động ra đầu thú.